các bạn đang nghe truyện tu tiên khi ngươi làm một việc đến cực hạn trên kênh TV Audio CV. Chương 1069, trao đổi. Thiên Đình cũng từng muốn luyện chế Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm, cũng từng tranh giành công đức theo hướng này, nhưng hiệu quả đều quá nhỏ bé. Ngẫu nhiên gặp được hạ giới có điều kiện thích hợp, hoàn thành việc trảm yêu trừ ma, cũng không thu được nhiều công đức. Bởi vì vị cách của những hạ giới đó thực sự quá thấp, dù trảm yêu trừ ma, công đức thu được cũng không đủ để luyện thành cửu nghi thiên tôn vậy còn hắn hắn là ngoại lệ thế giới đạo pháp là một cổ giới từng có tiên thần thượng cổ còn có tàn dư của pháp môn mượn giả tu chân được cho là có thể đạt thành đạo quả dù là ngũ trọc ác thế nguyên linh yên lặng vị cách của nó cũng không thấp thêm vào đó hứa dương có kỹ năng đặc tính nghịch thiên kết hợp hai yếu tố này mới có thể luyện thành hiên viên hậu tấn cửu nghi thiên tôn ngọc hoàng không biết điều này đương nhiên yên tâm thực tế hai bên đều hiểu rõ lần giảng hòa này chỉ là bề ngoài là thỏa hiệp tạm thời mà thôi bên phía thiên đình thái hoàng tình trạng không rõ bắt cực đại đế lưu thủ lại bị thánh kiếm gây thương tích chỉ còn một mình nam cực đại đế lại phải trấn thủ thiên đình không thể xuất chinh còn long cung địa phủ tuy danh nghĩa là thần phục nhưng phong đô đại đế và đông hải long hoàng đều là chân tiên cửu kiếp cao quý có quyền không nghe theo mệnh lệnh, không thể vì thiên đình mà bị cuốn vào chuyện này, thậm chí còn sợ thiên đình gây thêm rắc rối cho họ. Vì vậy, thiên đình không còn cách nào khác, chỉ có thể ngừng chiến giảng hòa. Nhưng tình trạng bất đắc dĩ này sẽ không kéo dài mãi. Ba ngàn năm sau, chính là lúc thông thiên bí cảnh mở lại. Một khi thông thiên bí cảnh mở ra, hai vị đế quân đông cực tây cực đang khổ tu bên trong sẽ trở về, giúp thiên đình có lại bốn vị chân tiên, có thể quyết chiến một trận vĩnh viễn trừ hậu hòa. Đến lúc đó, nếu hắn chưa tấn thăng chân tiên, hoặc chưa có thực lực đánh ngang tay với chân tiên, thì thiên đình e rằng sẽ lại gây chiến. Cho nên, điều kiện gì, quyền hành gì, cứ đồng ý, cứ cho, chỉ là bề ngoài, không ảnh hưởng đại cục. Tuy nói vậy, nhưng trong đó vẫn có không ít chỗ để thao túng. Ví dụ như hứa dương nhìn Ngọc Hoàng, cười nhẹ, không biết thiên tôn nghĩ sao về thuật cơ giáp của vạn đạo học cung ta. Cơ giáp thuật, Ngọc Hoàng ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc thoáng qua, rồi lập tức bình tĩnh lại, quả thật xứng với bốn chữ thiên công tạo hóa, thiên tôn quá khen, Hứa Dương cười, rồi hỏi, "Vậy không biết thiên tôn có hứng thú với pháp môn này không?" Chuyện này dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng nghe Hứa Dương nói ra, Ngọc Hoàng vẫn có chút bất ngờ. "Có hứng thú, đương nhiên là quá hứng thú, tuy lần này hắn bị tình thế ép buộc, chủ động đến giảng hòa với Vạn Đạo Học cung, nhưng có một nỗi lo lắng luôn thường trực trong lòng hắn." trong lòng thiên đình trong lòng các vị tiên nhân đó chính là thiên công tạo pháp tạo ra cơ giáp tiên linh này trong đại chiến trước đó thiên công tạo pháp này tỏa sáng rực rỡ chấn động cả địa tiên giới vạn đạo học cung có thể đánh bại đám kiếp tiên thiên đình cùng trăm vạn thiên binh dù tổng thể tu vi kém hơn một bậc có thể nói là hoàn toàn nhờ vào pháp môn tạo hóa này hơn nữa hứa dương vạn đạo tôn chủ còn chưa phải kiếp tiên lại có thể trực tiếp đối đầu đánh lui bắt cực đại đế, một chân tiên cửu kiếp, cũng có liên quan đến cơ giáp tiên linh này, cửu nghi thiên tôn được tạo ra xung quanh hiên viên, quả thật được xưng tụng là khéo léo tuyệt vời, tạo hóa huyền kỳ. Cho nên, Ngọc Hoàng lo lắng, thiên đình càng thêm bất an. Lo lắng điều gì, đương nhiên là nuôi hổ gây họa, dựa theo những gì đã thể hiện, cùng với phán đoán của các bên, môn tạo hóa chi pháp của vạn đạo học cung này, trước mắt chỉ mới được suy diễn đến thất giai mới thất giai đã có chiến lực như vậy, khiến đại thừa có thể đối đầu với kiếp cảnh tiên nhân, thậm chí cả chân tiên cửu kiếp. Vậy nếu là bát giai, cửu giai, thậm chí thập giai trong truyền thuyết thượng cổ thì sao, sẽ có chiến lực như thế nào, vi năng ra sao, vạn đạo học cung đã có nam chim bộ châu, với tài nguyên của một châu, lại thêm sự chênh lệch thời gian giữa hai giới, cùng với đủ loại thủ đoạn đã thể hiện trước đó ở ngũ trang quan, liệu có hy vọng trong ba ngàn năm? trước khi thông thiên bí cảnh mở lại đẩy thiên công tạo pháp lên bát giai tạo ra cơ giáp tiên linh cực phẩm có thể so với chân tiên cửu kiếp đây là một vấn đề một vấn đề và mối họa tiềm ẩn không thể xem thường nếu không bị tình thế ép buộc không còn cách nào khác thực sự không thể huy động đủ lực lượng để triệt để tiêu diệt vạn đạo học cung ngọc hoàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện nuôi hổ gây họa này tuy thiên công tạo pháp này cực kỳ khó khăn cần tinh thông mọi loại pháp thuật và dung hợp chúng lại, trong 3.000 năm đẩy lên bát giai là hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng dù xa vời vẫn có hy vọng, vẫn có khả năng, ai dám đánh cược, ai muốn đánh cược, cho nên, sau khi bắt cực đại đế thất bại, phản ứng đầu tiên của Ngọc Hoàng không phải là ngừng chiến, mà là tăng cường quân lực, đánh cược một lần, triệt để bóp chết mối đe dọa này. Nhưng bất đắc dĩ, hai vị đế quân Nam Bắc đều sợ chết, không muốn mạo hiểm cùng hắn, nên đành phải đến đây giảng hòa. Nhưng bây giờ, với giọng điệu như vậy, chẳng lẽ hắn có ý bán thiên công tạo pháp, thuật cơ giáp tiên linh này, sao có thể, Ngọc Hoàng kinh ngạc, không thể tin được, nhưng vẫn ôm hy vọng, mong lời này là thật. Không còn cách nào khác, thiên công tạo pháp này thực sự quá nghịch thiên, có giá trị chiến lược to lớn. Nằm trong tay vạn đạo học cung, cùng lắm cũng chỉ đánh bại thiên đình, chiếm được nam chim mà thôi. Nhưng nếu thiên đình có được, đây chính là thứ có thể thay đổi cục diện bốn châu hai vực của địa tiên giới, quyết định vận mệnh của các đại tông phái tiên Phật yêu ma, cùng với chí bảo Thông Thiên Bí Cảnh. Địa tiên giới bốn châu hai vực, tứ đại đạo thống tiên Phật yêu ma, trăm vạn năm qua tranh chấp không ngừng, thực chất đều xoay quanh Thông Thiên Bí Cảnh, xoay quanh những tiên bảo, những truyền thừa, những cơ duyên trong đó. Cho nên, chiến hỏa bốn châu chưa bao giờ tắt, từ chân tiên kiếp tiên, xuống đến đại thừa hợp thể thậm chí cả phản hư hóa thần nguyên anh kim đan các tu sĩ cấp thấp tạo thành một hệ thống chiến tranh đang xen vòng tròn lúc này nếu thiên đình có được thiên công tạo pháp xây dựng một loạt cơ giáp tiên linh trang bị cho các tu sĩ dưới kiếp tiên giúp đại thừa có được kiếp cảnh chiến lực giúp hợp thể nghịch chiến đại thừa vậy sẽ ảnh hưởng thế nào đến cục diện địa tiên giới ảnh hưởng mang tính phá hoại va chạm mang tính hủy diệt tu sĩ đại thừa điều khiển thượng phẩm cơ giáp tiên linh có kiếp cảnh chiến lực mà không bị giới hạn tuổi thọ, cứ thế tiêu hao cường giả kiếp cảnh của yêu quốc ma uyên thậm chí cả. Phật môn, đạt được hiệu quả, dĩ dật đãi lao, thì thiên đình trong cuộc tranh đoạt thông thiên bí cảnh, sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, cuối cùng đè bẹp mọi đối thủ. Đây chính là ý nghĩa của thiên công tạo pháp đối với thiên đình, cho nên, không trách Ngọc Hoàng ôm hy vọng, thực sự là hứa dương đã vẽ ra một chiếc bánh quá thơm ngon. Có lẽ, có thể, giả sử, vạn nhất hắn thật sự muốn bán thiên công tạo pháp thì sao đối mặt ánh mắt mong đợi thậm chí có phần kích động của ngọc hoàng hứa dương cười dứt khoát nói thiên công tạo pháp này ta trước mắt mới suy diễn đến thất giai có thể lấy tiên khí thượng phẩm làm trụ cột chế tạo cơ giáp tiên linh địch nổi tu sĩ độ kiếp nhưng phương pháp này là căn cơ của học cung ta là tâm huyết của vạn đạo chưa thể bán được nghe vậy ngọc hoàng không hề thất vọng ngược lại hai mắt sáng lên vậy ý đạo hữu là pháp môn trung phẩm hạ phẩm ngũ giai lục giai có thể nhượng lại một hai a à, hứa dương cười cực đầu thừa nhận ta đúng là có ý đó nghe vậy ngọc hoàng càng thêm phấn chấn thất giai thiên công tạo pháp là gốc rễ của vạn đạo học cung là chiếc bánh ngon nhất chỉ có thể dùng để dụ dỗ chắc chắn sẽ không bán nhưng dưới thất giai ngũ giai lục giai vẫn có thể có được thứ gì đó thực tế chỉ là ngọc hoàng ánh mắt trầm xuống nghiêm túc hỏi không biết đạo hữu định nhượng lại như thế nào trong lòng đã sẵn sàng muốn cùng hứa dương ra giá trên trời trả giá ngay tại chỗ một phen hứa dương cười dứt khoát nói hiện tại ta có hai phương án thứ nhất nhượng lại ngũ giai thiên công tạo pháp thứ hai chế tạo cơ giáp tiên linh thành phẩm để bán nhiều nhất có thể đạt đến lục giai không biết thiên tôn muốn chọn phương án nào chuyện này ngọc hoàng nhíu mày nhất thời kinh ngạc một lúc sau mới hỏi không có thiên công tạo pháp cũng có thể vận hành cơ giáp tiên linh, nguyên bản thì không thể. Hứa Dương lắc đầu, giải thích, nhưng ta có thể cải tiến, phong ấn thiên công tạo pháp vào trận bàn, cùng với trụ cột trong cơ giáp, tiên khí hạch tâm, cùng nhau sử dụng. Chỉ cần pháp lực hỗ trợ, thần niệm điều khiển là có thể vận hành. Tuy nhiên, tính cơ động, quy lực chiến đấu các mặt sẽ bị giảm xuống, tổng thể hiệu quả có lẽ giảm đi 3 đến 4 phần, nhưng vẫn có thể coi là một loại lợi khí. Nói xong, lại nhìn Ngọc Hoàng, cười nhẹ hỏi. Thiên Tôn thấy sao, chuyện này Ngọc Hoàng lại trầm ngâm. Hắn không nghi ngờ lời nói của Hứa Dương, dù sao hắn có bản lĩnh sáng tạo ra thiên công tạo Pháp, thì tất nhiên cũng có cách cải tiến nó thành thượng thuật. Chỉ là việc giảm tính năng này lục giai thiên công, trung phẩm tiên linh, do hợp thể tu sĩ điều khiển, có thể địch nổi đại thừa tiên chân bình thường. Nhưng đó là bản gốc của vạn đạo học cung, còn bản nhượng lại này là bản rút gọn, tính năng tổng thể giảm đi 3 đến 4 phần, dù vẫn có thể chiến đấu với đại thừa, cũng chỉ là những tu sĩ tả đạo yếu nhất trong số đại thừa. Có chút gà mờ, nhưng trong trận chiến trước, vạn đạo học cung đã chứng minh một điều, lượng biến đổi sẽ dẫn đến chất biến đổi, 3.000 cổ cơ giáp trận liệt, áp đảo thiên cương địa sát, củ diệu tinh quang cùng đám đấu bộ tinh tướng hung tàn. Chỉ cần số lượng đạt đến một mức độ nhất định, dù là cơ giáp phiên bản rút gọn, cũng có thể tạo ra sự biến đổi về chất, quyết định hướng đi của chiến cuộc thiên đình có năng lực biến đổi về lượng như vậy không tất nhiên là có đông thắng thần châu cửu tiêu thiên đình là nơi thống lĩnh tiên giới tài lực dồi dào nhường nào chỉ cần vạn đạo học cung bằng lòng bán không hạn chế số lượng thiên đình có thể lập tức thành lập một đội quân cơ giáp hùng mạnh nâng cao sức chiến đấu của đấu bộ lôi bộ ôn bộ hỏa bộ lên một bậc giành lợi thế lớn trong cuộc chiến chống yêu quốc và ma uyên hơn nữa sau khi có được cơ giáp còn có thể nghiên cứu phân tích ngược để tìm ra bí quyết chế tạo thiên công lục giai thậm chí là nhìn trộm thuật tiên linh thất giai thượng phẩm những cám dỗ này khó có thể cưỡng lại nhưng ngọc hoàng vẫn còn hai điều do dự một là giá cả của cơ giáp này dù thiên đình có tiềm lực tài chính lớn nhưng ngọc hoàng cũng không muốn bị vạn đạo học cung chặt chém hơn nữa nếu giá của tiên linh cơ giáp trung phẩm quá cao mua về cũng không có lợi bằng dùng người để thay thế đây là điều thứ nhất còn có điều thứ hai đó là nuôi ông tay áo nuôi hổ thành họa hai người đều là bậc đế vương nhiều chuyện không cần nói ra đều hiểu rõ trong lòng vạn đạo học cung bán tiên linh cơ giáp rõ ràng là muốn đổi lấy tài nguyên để phát triển hơn nữa thiên đình nếu mua chính là giúp kẻ địch mạnh lên thả hổ về rừng chưa đủ còn muốn lấy thịt nuôi nó nếu sau này trở mặt xảy ra chiến tranh chẳng phải là tự nuôi dưỡng một đối thủ đáng sợ sao hơn nữa trong số tiên linh cơ giáp bán ra, ai biết có cạm bẫy nào không? Nếu vào lúc quan trọng chúng bị tê liệt, thậm chí quay lại tấn công, tự hủy rủi ro quá lớn, vì vậy, phiếp giờ hoàng có lý do để e ngại. Trước lời này, hứa dương chỉ cười nhạt, nghe nói thiên đình cũng đang nghiên cứu thuật này, dường như đã đạt đến trình độ ngũ giai, không biết thực hư thế nào, chuyện này, Ngọc Hoàng nghe vậy, lại trầm mặt. Dựa vào kết quả sư hồn các tu sĩ phi thăng từ vạn đạo học cung, tây cực phụ đình quả thực đã tìm ra thiên công tạo pháp ngũ giai có khả năng chế tạo tiên linh cơ giáp hạ phẩm nhưng vẫn là câu nói đó người so với người chết hàng so với hàng khiến người ta tức chết thiên công tạo pháp ngũ giai của tây cực phụ đình rõ ràng không bằng vạn đạo học cung nghĩ đến đây ngọc hoàng quyết định trầm giọng hỏi không biết đạo hữu định nhượng lại thiên công pháp môn và cơ giáp thành phẩm này như thế nào a à, thấy ngọc hoàng đã động lòng khó cưỡng lại cám dỗ hứa dương cười khẽ đưa ra bản giá. Thiên đình truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, nghe nói đã bổ sung được 9 phần 10 trong số 108 pháp thiên cương địa sát, các pháp môn khác càng nhiều không kể xiết. Vạn đạo học cung chúng ta, lấy vạn đạo làm gốc, nếu thiên tôn nguyện ý mở cánh cửa này, vạn đạo học cung nhất định không để thiên tôn thất vọng. Ngọc Hoàng nghe vậy, lại trầm mặt. Quả nhiên, lý lưu tiên này, giả tâm không nhỏ, mở miệng đã muốn pháp môn truyền thừa chẳng phải rõ ràng muốn nghiên cứu thiên công tạo pháp bát gia sao nhưng mà vạn đạo tôn chủ đã có thành ý như vậy trẫm nếu không nhận chẳng phải làm tổn hại hòa khí hai bên sao ngọc hoàng cười vui vẻ tiếp lời vạn năm kỳ hạn sắp đến chiến tranh tam giới khó tránh khỏi các bộ thiên đình đều cần thiên công trợ lực không biết vạn đạo học cung có thể cung ứng bao nhiêu Thứ dương nghe vậy cũng cười nam chim cằn cỗi không bằng đông châu nhưng vạn đạo học cung chúng ta nhân lực dồi dào nếu thiên tôn bằng lòng trao đổi linh vật thì việc đối phó yêu ma hẳn là dư giả. Tốt. Ngọc Hoàng vỗ bàn, trầm giọng quyết định, cứ theo lời Tôn chủ, kết mối nhân duyên này. Ngoài điện, Bách Quan chờ đợi, lòng dạ rối bời. Bỗng, một tràng cười khẽ từ trong điện vọng ra. Bệ hạ đi thông thả. Tôn chủ dừng bước. Hai người cùng nhau cười lớn bước ra, một vẻ hòa hợp. Thấy vậy, Thọ Tinh cung chủ cùng tùy tùng tuy trong mắt đầy kinh hãi, lòng tràn nghi hoặc, nhưng cũng không dám nhiều lời, vội vàng tiến lên nên đón. Bệ hạ, hồi cung, Ngọc Hoàng không nói nhiều, cùng hứa dương cười mà bái biệt, lập tức bãi giá hồi thiên. Tuy rằng lần hội đàm này, đôi bên đều mang ý đồ riêng, nhưng mục đích đã đạt, lại còn có niềm vui ngoài ý muốn, cũng coi như chủ khách đều hài lòng. Hứa dương trở vào trong, triệu thanh phong minh nguyệt. Học cung lập đạo, mở lại đan nguyên, mời đạo hữu tứ phương đến đây, cùng hưởng vạn đạo đang nguyên chi quả. Vâng, thanh phong minh nguyệt lĩnh mệnh mà đi, hứa dương thân ảnh chợt lóe trong nháy mắt đã đến học cung, đi tới trước phá toái hư không bia. Đạo chủ, huynh trưởng, đám người phượng minh chân quân, thuần dương cung chủ, cùng mẫu đơn tiên tử, thuần quân kiếm quân, đã chờ đợi ở đây từ lâu. Trước đó Ngọc Hoàng đã tỏ thái độ, vạn đạo học cung vẫn đang chuẩn bị, bỏ trốn, nay mọi việc đã xong, đôi bên đình chiến giảng hòa, cũng có thể buông lỏng đôi chút. Hứa dương đi tới trước bia, phất trần khẽ quét, liền thấy từng đạo lưu quan, ẩn thành hư ảnh, có đến mấy trăm gần ngàn. Chính là dương thần của các đạo Pháp, những tu sĩ học cung đã bỏ mình trong đại chiến trước đó. Vì đây là trận chiến lập đạo, liên quan đại kế tương lai, nhất định phải dốc toàn lực ứng phó, nên các tu sĩ học cung đều tự mình điều khiển cơ giáp, bỏ mình là hồn phi phách tán, không thể cứu vãn tuy nhiên hứa dương cũng có để lại hậu chiêu trước đại chiến đã bảo các tu sĩ học cung phân ra một đạo dương thần gửi vào phá toái hư không bia tu sĩ học cung không giống hắn không có các loại đặc tính gia trì chỉ dựa vào tu vi công quả tự thân cùng một đạo dương thần yếu ớt căn bản không thể huyết nhục trọng sinh tiếp tục đạo đồ ngay cả đoạt xá cũng khó mà thực hiện may thay còn có hắn vị đạo chủ này hứa dương không nói nhiều phất trần khẽ quét liền thi triển đặc tính kỹ năng luân hồi hướng sinh chi lực dẫn dắt dương thần bao hàm chân linh luân hồi chuyển kiếp đầu thai nơi trần thế luân hồi vãng sinh đặc tính này còn cao cấp hơn cả trang tử mộng điệp liên quan đến luân hồi chi đạo có thể giúp người trọng sinh mang theo trí tuệ kiếp trước tiếp tục tu hành không khác gì sống lại một đời nhưng đặc tính nghịch thiên như vậy hứa dương cũng không dùng nhiều chỉ dành cho sư phi huyên tân thập tứ nương cùng số ít người thân cận đệ tử hạch tâm mà họ đều là ngoài ý muốn chết yểu mang theo tiếc núi, hoặc là có công lớn với hắn. Nguyên nhân trong đó, một là liên quan đến luân hồi, tiêu hao rất lớn, không thể tùy tiện sử dụng, hai là luân hồi chuyển sinh đều là hướng về hiện thế, có ảnh hưởng với bản tôn, liên lụy quá nhiều, không dám tùy tiện vận dụng. Nhưng lần này, hắn quyết định phá lệ một lần, cho những chí sĩ học cung bỏ mình vì lập đạo, toàn bộ luân hồi chuyển sinh đến hiện thế. Hiện tại, bản tôn đã có căn cơ vững chắc, tuy vẫn còn phải lo lắng tiên tông thánh địa, đại thừa độ kiếp nhưng cũng có chút sức tự vệ làm việc cũng thoải mái hơn nhiều thêm nữa lần này là luân hồi chuyển sinh tập thể sẽ không thể trực tiếp mang theo ký ức chỉ khi tu vi đạt đến trình độ nhất định hoặc có cơ duyên trùng hợp mới có thể thức tỉnh trí tuệ kiếp trước cho nên hứa dương không cần lo lắng quá mức những tu sĩ học cung chuyển kiếp này sẽ vì ký ức kiếp trước mà bị cường giả dòm ngó sư hồn đoạt phách bại lộ vạn đạo học cung cùng bản tôn ngược lại những tu sĩ học cung này sau khi luân hồi chuyển sinh chưa biết chừng có thể trở thành ám tử ở các nơi ngày sau trợ giúp bản tôn kinh lược đại cục hiện thế tu chân hiện thế thiên hạ ngũ vực nay chỉ thấy một góc bắc vực đã có tiên môn thánh địa kiếp tiên trú thế nếu ngũ vực đều hiện lại còn liên thông thượng giới e rằng sẽ còn cao thâm khó lường hơn cả địa tiên giới hiện nay đối mặt cục diện như vậy bồi dưỡng thêm trợ lực thế nào cũng không phải chuyện xấu mặt khác còn có thể an ủi phấn chấn tinh thần tu sĩ học cung nhất tiễn song điêu vẹn toàn đôi bên trong ngọc hoàng cung đông thắng thiên đình tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân ngọc hoàng vừa về đến cung liền thấy vợ mình đứng bên cạnh một người chính là nhạc phụ lão thái sơn bắc cực đế quân chân tiên thiên đình ngũ vị đế quân tuy mỗi người một phương tranh đấu lẫn nhau nhưng cũng dây dưa sâu nặng khó phân rõ ràng như bắc cực đế quân này có kết thân với cha hắn là thái hoàng thúc đẩy đôi trai gái của họ nay là ngọc hoàng và ngọc hậu của thiên đình thân ở nội cung đối diện với thái sơn chân tiên đế quân này ngọc hoàng không dám thất lễ trực tiếp hành đại lễ từ khi thái hoàng bế quan vạn năm không ra bắc cực đế quân liền trở thành người ủng hộ mạnh mẽ nhất của ngọc hoàng tại thiên đình lễ kính thế nào cũng không quá phận đứng lên đi bắc cực đế quân không nói nhảm phất tay đỡ hắn dậy lập tức hỏi thẳng nói thế nào người này lòng dạ sâu rộng toan tính quá lớn ngọc hoàng trầm giọng kể lại toàn bộ hiệp nghị vừa đạt thành với vạn đạo học cung cho bắt cực đế quân thiên công tạo pháp tiên linh giáp thuật bắt cực đế quân đứng chấp tay trầm giọng phân tích hắn muốn mượn cớ này thúc đẩy công tạo hóa rèn đúc cửu nghi thiên tôn không sai ngọc hoàng gật đầu trầm giọng nói cứ để hắn làm vậy chẳng phải nuôi hổ gây họa sao có nuôi hổ hay không có gây họa hay không còn chưa biết Bắc cực đế quân lắc đầu, thiên công tạo pháp kia, đoạt thiên địa tạo hóa, có thể nói là pháp môn khó luyện đệ nhất cổ kim, có thể đẩy vào thất giai, một là nhờ thủ đoạn thông. Thiên của người này, hai là nhờ cửu nghi thánh đạo pháp, cửu nghi thánh đạo pháp, nghe vậy, Ngọc Hoàng và Ngọc Hậu đều tập trung lắng nghe. Đúng vậy, Bắc cực đế quân chấp tay nói, nếu là thủ đoạn tầm thường, làm sao có thể dung hội chư pháp, quán thông bách nghệ, thành thiên công tạo hóa ngày nay, cũng chính là nhờ quyền năng cửu nghi thánh đạo, thống ngự thiên địa tam tài, mới thành tựu, Ngọc Hoàng nhíu mày. Vậy cứ mặc kệ hắn, chẳng phải càng khiến hổ mọc thêm cánh sao, dung hợp chư pháp bát giai, há lại đơn giản, bắt cực đế quân lắc đầu. Dù có căn cơ nam chim, lại thêm trên lệch lưỡng giới, muốn đẩy chư pháp bách nghệ vào bát. Giai, cũng phải mất không biết bao nhiêu vạn năm, huống chi là thiên công tạo hóa, ngược lại bằng cách này, có thể giúp thiên đình ta áp chế yêu quốc ma uyên, chiếm ưu thế lớn trong cuộc chiến thông thiên nói xong lại nhìn ngọc hoàng vui mừng nói việc này làm tốt lắm nhạc phụ quá khen ngọc hoàng cúi đầu tỏ vẻ khiêm tốn nghe vậy ngọc hậu bên cạnh cũng lên tiếng thiên đình dùng cách này yêu quốc ma uyên tất chịu áp lực nặng nề nói không chừng sẽ phát binh nam chim uy hiếp vạn đạo học cung nếu người này không chịu nổi mang tư tâm mà đi làm vậy há chẳng mất hết nhân tâm ngọc hoàng lắc đầu người này tu hành thánh hoàng chi đạo nhất định sẽ không tự tuyệt căn cơ như vậy Lời tuy như thế, nhưng theo tác phong của hắn, cũng không phải là không thay đổi cách nhìn. Ngọc Hậu cũng lắc đầu, đề nghị, chi bằng thuận nước để thuyền, gia phong cho hắn, để hắn làm trấn thủ nam chim. Ngọc Hoàng khẽ giật mình, ý Hoàng Hậu là hắn có năng lực chân tiên, nên được thụ phong chân tiên, vị trí đế quân. Ngọc Hậu trầm giọng nói, chi bằng ngày nào đó đổi, ngũ ngự, thành, lục ngự, cho hắn thêm một vị cách đế quân, như thế để hắn trấn thủ nam chim, chống đỡ ma uyên, sẽ có đại nghĩa đại thế, nếu hắn không chiến mà tự tan, mang tư tâm mà đi, vậy sẽ mất hết nhân tâm, ngoài ra, còn có thể thể hiện thành ý của thiên đình ta, làm sâu sắc thêm hợp tác song phương chuyện này Ngọc Hoàng trao mày, nhất thời khó quyết định. Cử động này rất hay, ngược lại bắt cực đế quân mỉm cười, phong chức cho hắn, ngày sau nếu hắn phản thiên đình, đó chính là hắn bất nghĩa trước, phản nghịch trước, trên đạo đồ, nhất định sẽ có trở ngại, còn về Tây Đình, như hắn đã nói, đây là ân oán cá nhân, chỉ cần chúng ta không liên quan, hắn làm phản nghịch, chính là vô đạo, chuyện này Ngọc Hoàng còn muốn nói, nhưng nhìn sắc mặt bắt cực đế quân, lại nghĩ đến việc này đủ loại liên lụy, về tình về lý, về lợi về ích, đành đè xuống tâm tư. Hoàng giả độc tôn, nhạc phụ nói rất đúng, chỉ là không biết nên ban cho hắn tôn hiệu gì, chuyện này ba tháng sau, ngũ trang quan, vạn thọ sơn. Đại hội đang nguyên lại mở, bầu không khí lại có chút không hiểu. Chúng tu tề tựu, trầm mặt không nói, thần sắc phức tạp xác thực phức tạp ba tháng trôi qua đã có người sắp xếp lại sự việc mọi người cũng đã biết mình chỉ là quân cờ cái gì đại hội đa nguyên cái gì liên minh chính đạo đều là vạn đạo học cung liên hợp đại thế đối kháng thiên đình mà thôi như thế cảm thụ của mọi người có thể tưởng tượng tuy nói nhân tình thế thái tương giao tất có mưu đồ vì danh vì lợi vì thể diện vì sĩ diện chưa từng có đạo lý kết giao vô duyên vô cớ nhưng mọi người vẫn có chút khó chấp nhận nhất là cuối cùng còn bị bài xích bên ngoài không thể cùng những người bạn tri kỷ như mẫu đơn tiên tử tử dương tiên tử cùng nhau đối địch lúc này mọi người không nói bầu không khí trầm mặc ngay lúc này tường vân bay tới mấy chục thân ảnh hiện ra đáp xuống trên chỗ ngồi chính là hứa dương cùng một đám đại thừa của vạn đạo học cung thấy chính chủ đến chúng tu vẫn không nói không ai lên tiếng đáp lại hứa dương cũng không nói nhiều không người cúi đầu Hành đại lễ trước đây lừa gạt, có chút bất đắc dĩ, mong các vị đạo hữu thứ lỗi, đạo huynh, Tiền Bối, Đại Tiên, mọi người thấy vậy, đều giật mình, vội vàng đứng dậy đỡ lấy. Sở Sơn Quân càng nói, sự tình có nguyên nhân, chúng ta không trách huynh, chỉ là cuối cùng tại sao huynh không nói rõ với chúng ta, chẳng lẽ xem chúng ta là hạng người ham sống sợ chết, không dám cùng huynh chung tiếng lùi sao? Không phải vậy, Hứa Dương lắc đầu, thở dài nói, tranh đấu với Thiên Đình, là việc của học cung ta cùng các vị đạo hữu kết giao, tuy có ý mưu lợi, nhưng chưa từng xem chư vị là quân cờ, nắm trong tay để đối phó thiên đình, huống chi trận chiến này cực kỳ nguy hiểm, thắng. Bại khó liệu, sinh tử khó lường, làm sao có thể liên lụy chư vị? Chuyện này đạo huynh, chúng tu nghe vậy, nhất thời khó nói nên lời. Hứa Dương thở dài, tiếp tục nói, hôm nay ta mở lại đa nguyên, vì lập đạo cho học cung, chư vị không ngại đến đây, tâm ý này không thể nói hết, nhưng xin thiên địa làm chứng chư vị là bằng hữu của ta, đời này không phụ, đạo huynh, chúng tu nghe vậy, càng thêm xúc động, khúc mắt trong lòng dần được hóa giải. Cùng lúc đó, Linh Tiêu Bảo Điện, Đông Thắng Thiên Đình, Triều Hội lại mở. Ngọc Hoàng Ngự trên Kim Khuyết, các quan phân bổ thành sáu hàng, bầu không khí cũng có chút không hiểu. Trước sáu hàng, còn có rất nhiều tiên quân, thậm chí hai vị đại đế vĩ ngạn, càng cho thấy triều hội lần này không tầm thường. Rất nhanh, một tên linh quang, tay cầm ngọc chỉ bước lên, hướng các quan lớn tiếng tuyên đọc. Phụng Thiên thừa vận, Ngọc Hoàng Thượng Đế chiếu viết, Thiên đạo thi ân, thánh nhân ứng vận, vạn đạo tôn chủ, đạo đức sáng ngời, nay Tấn Phong Cửu Nghi Thiên Tôn, Lục Ngự Đế Quân, Lập Đình Nam Chim, cùng phò tá xã tắc, tầm ầm, hiện thế, Nam Hải, trong Thận Long Uyên, sấm sét vang dội. Đây là Thiên Kiếp Phản hư, không đúng, hình như là Thiên Kiếp hợp thể, lại có người trong Thận Long Uyên độ kiếp chắc là một vị tán tu nào đó. Hay là, qua xem thử, muốn chết thì đi đi, trốn trong thận Long Uyên này đổ kiếp, ai biết là lão ma đầu gì, thấy sấm sét vang dội, thiên kiếp nghiêng đổ, trong thận Long Uyên, có người rụt rịch, có người quyết đoán rời đi. Là bí cảnh nổi danh Nam Hải, thận Long Uyên xưa nay không chào đón tu sĩ mạo muội đến, dù những năm gần đây thận khí trong Uyên không hiểu sao lại tăng lên, khiến nhiều tu sĩ vô cớ mất tích, thậm chí có tin đồn tán tu đại năng hay thượng cổ yêu ma ẩn náu cũng không thể ngăn cản lòng tham tìm tòi bí mật của chúng tu sĩ không còn cách nào nam hải vốn là vùng đất nghèo nàn mỗi một phần tài nguyên đều phải tranh giành hết sức nếu không sẽ không có hy vọng tiến cảnh kéo dài tuổi thọ nói gì đến việc theo đuổi trường sinh đạo quả mà mọi tu sĩ tha thiết ước mơ nhưng tranh thì tranh đại đa số người vẫn giữ được lý trí nhanh chóng rời khỏi nơi đây chỉ có số ít kẻ to gan lớn mật lòng tham không chết hướng về nơi lôi đình tụ tập lặng lẽ tiến đến sau đó không còn sau đó nữa thiên kiếp tan mây mưa tạnh chỉ còn lại một người cô độc đứng đó thanh sam như ngọc tựa tiên nhân mờ ảo trăm năm cuối cùng cũng đến phản hư hứa dương cảm thán một câu không có chút dao động không buồn không vui việc ở địa tiên giới tạm thời có kết thúc thiên đình gia phong hắn làm cửu nghi thiên tôn liệt vào lục ngự lập đình nam chim đối kháng ma uyên nhưng Ma Uyên cũng không phải kẻ ngu, hiện giờ vạn đạo học cung nắm giữ chiến lực mạnh nhất dưới kiếp cảnh, lại không bị giới hạn như kiếp cảnh, trừ phi điều động ma thần chân tiên, nếu không căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Nhu nang ga thần còn bận tâm đến thông thiên bí cảnh và tam tai chi kiếp, chưa thể tùy tiện ra tay, nên trong thời gian ngắn, sau khi thiên đình và vạn đạo học cung mở rộng giao dịch, thiên công tạo pháp cùng cơ giáp tiên linh thay đổi cục diện địa tiên, khiến yêu quốc Ma Uyên cảm thấy áp lực, cục diện nam chim chưa có biến hóa lớn thậm chí trước khi thông thiên bí cảnh mở lại, các chân tiên chiến lực của đại đạo thống trở về, Nam Chim cũng sẽ không có biến động lớn. Cho nên, hứa dương tạm thời chuyển trọng tâm chiến lược về thế giới hiện thực, thế giới đạo Pháp và địa tiên giới bước vào giai đoạn phát triển ổn định. Trở lại vấn đề chính, lần nhập mộng này, thời gian của thế giới đạo Pháp vẫn gấp trăm lần, còn địa tiên giới là 10 so với một. Như vậy, đạo Pháp phát triển vạn năm, địa tiên mưu đồ ngàn năm, hiện thế cũng đã yên ổn trôi qua trăm năm trăm năm tích lũy có công có quả không chỉ thuận lợi bước vào cảnh giới phản hư mà ngay cả thiên kiếp vấn tâm dưới thiên kiếp hợp thể vượt cảnh cũng bị hắn dễ dàng vượt qua thu được lợi ích to lớn trong vòng trăm năm ngắn ngủi từ hóa thần đến phản hư vượt cảnh độ thiên kiếp tốc độ như vậy tư chất như vậy dù đặt ở bắc vực trung nguyên tiên tông thánh địa cũng là thiên tư tuyệt thế hoàn toàn có tư cách tranh đoạt vị trí thánh tử nhưng đối với hứa dương mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ một giấc mộng vạn năm ngàn năm hắn ở địa tiên giới nắm cửu nghi thiên tôn chiến chân tiên đế quân đánh bại chúng tiên thiên đình đều là những việc kinh thiên động địa so sánh với nhau công quả phản hư của bản tôn ở hiện thế thực sự có chút không đáng kể trên thực tế trăm năm phản hư cũng không phải là cực hạn của hắn chỉ là căn cơ cần vững chắc tu vi cần lắng động, nóng vội sẽ không có lợi. Tuy vậy, hợp thể cũng không còn xa, nhiều nhất 500 năm, liền có thể nước chảy thành sông, đạt đến công quả đại thừa, cũng chỉ trong một hai ngàn năm. Đây chính là sức mạnh của bậc hách. Trang tử mộng điệp, thần du vạn giới tích lũy, giao diện thuộc tính, các loại đặc tính trợ giúp. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, khiến tốc độ tu hành của hứa dương vượt xa thánh tử thiên kiêu của tiên tông thánh địa chỉ có những đạo thể tiên thai trong truyền thuyết mới có thể so sánh đôi chút trên thực tế trải qua đủ loại việc ở địa tiên giới những cái gọi là tiên môn thánh địa ở bắc vực này đối với hứa dương đã không còn ưu thế căn bản vô luận là công pháp căn bản hay là thủ đoạn thần thông hoặc đang phù khí trận các loại kỹ nghệ hắn hiện tại đều không kém hơn bất kỳ tông môn nào ở bắc vực bất kỳ thánh địa nào thậm chí còn hơn một bậc vượt xa bọn họ hiệp nghị hợp tác giữa vạn đạo học cung và thiên đình đã đạt thành các loại thần thông pháp môn, kỹ nghệ bí thuật tích lũy của Thiên Đình đều sẽ theo cơ giáp tiên linh mà liên tục không ngừng chảy vào Vạn Đạo Học Cung, trở thành nội tình tu hành, thực lực tích lũy của hắn và Vạn Đạo Học Cung. Những tiên tông thánh địa ở Bắc vực trung nguyên này, tuy truyền thừa lâu đời, lập đạo mấy trăm ngàn năm, nhưng luận về nội tình thâm hậu, vẫn không bằng Thiên Đình. Bởi vì Thiên Đình là đạo thống địa tiên, nắm giữ một ưu thế cực lớn mà các tông môn ở Bắc vực, thậm chí toàn bộ giới tu chân hiện thế đều không thể theo kịp đó chính là thông thiên bí cảnh. Thông thiên bí cảnh, di tích thượng cổ, bên trong có đạo thống của tiên thần thượng cổ, cùng các loại tiên linh trọng bảo, là thiên thê chân chính, giúp thành tựu từng vị chân tiên cửu kiếp. Nhìn lại tu giới hiện thế, tuy cũng có thượng giới, tồn tại chân tiên cửu kiếp, địa tiên thiên tiên, thậm chí trong truyền thuyết còn có đại la kim tiên, nhưng vì lưỡng giới ngăn cách, phúc phận của những chân tiên này rất khó ban đến hạ giới, nhiều nhất cũng chỉ là một số vật phẩm tàn khuyết, cơ duyên lưu lạc, Ví như ngũ hành tiên phủ mà Hư Linh Quân có được. Chỉ là ngũ hành tiên phủ, bên trong quý giá nhất chỉ là một cốc thiên địa thế giới căng tuy có tiềm lực thập nhị giai kim tiên đạo quả, nhưng chỉ là tiềm lực mà thôi, hy vọng trở thành hiện thực xa vời, làm sao có thể so sánh với Thông Thiên Bí Cảnh. Trong Thông Thiên Bí Cảnh, thế nhưng tồn tại bàn đào tổ thụ cùng Bồ đề chân chủng, những linh căn kim tiên thập nhị giai rõ ràng, bàn đào thụ của Thiên Đình, Bồ đề căn của Phật môn, chúng chỉ là phân nhánh của hai tổ thụ kim tiên này. Từ đó có thể thấy được hàm lượng quý giá của Thông Thiên Bí cảnh. Thiên Đình lập đạo gần trăm vạn năm, thăm dò khai phá Thông Thiên Bí cảnh cũng đã mấy trăm ngàn năm, nội tình tích lũy như vậy, há có thể so sánh với những tiên tông thánh địa ở Bắc vực, cho nên, những thánh địa tiên tông ở Bắc vực này, đối với Hứa Dương đã không còn ưu thế căn bản. Vô Lượng công pháp căn bản, hay thần thông bí thuật, hoặc bách nghệ tu chân, Hứa Dương đều hơn bọn họ một bậc, chỉ còn thiếu thời gian, chỉ còn thiếu tích lũy chỉ cần có đủ thời gian, tích lũy đầy đủ, địa vị của chính đạo chính tông và bàn, đương nhiên, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hứa dương cũng sẽ không khinh thường tiên tông thánh địa ở bắc vực, càng không lỗ mãn hành động. Theo ký ức của hư linh quân, các tiên tông thánh địa đều có kiếp tiên lão tổ, thậm chí nhân vật vô thượng đã thành tựu cửu kiếp, vì nhiều nguyên nhân, bị kẹt lại thế gian, vẫn chưa phi thăng thượng giới. Tuy bị giới hạn bởi thiên kiếp, bọn họ gần như không có khả năng ra tay, nhưng hứa dương cũng không muốn đến treo chọc, dù sao ở địa tiên giới, hắn đã từng chứng kiến sự khủng bố của kiếp tiên và chân tiên cửu kiếp. Hắn hiện tại, tu vi chỉ mới phản hư, ngay cả đại thừa cũng khó địch nổi, huống chi là kiếp tiên chân tiên, cho nên, hắn còn muốn ở lại Nam Hải một thời gian, tiếp tục ẩn náu, tiếp tục phát triển, cho đến khi có được chân tiên chi lực, mới có thể vững vàng tiến quân ra bắc vực Trung Nguyên cùng các đại tiên tông thánh địa tranh đấu tuy đã đạt thành hợp tác với thiên đình nhưng mượn sức người khác có thể mài ngọc của mình hứa dương tuyệt không ngại đem kho tàng tích lũy của các đại thánh địa bỏ vào túi mình hóa thành nội tình tu hành của bản thân và vạn đạo học cung cho nên bước kế hoạch tiếp theo vẫn là khổ tu tăng lên cảnh giới tu vi cho đến khi tấn thăng đại thừa mặt khác còn phải giúp toàn lực phát triển hai cơ nghiệp là vạn kiếm cát ở linh bảo đảo bạch ngọc kinh ở thận long uyên thu thập các loại tài nguyên luyện chế tiên khí thượng phẩm kiến tạo cơ giáp tiên linh thường quy thượng phẩm cơ giáp tiên linh do tu sĩ đại thừa điều khiển có được sức mạnh vừa đến tam kiếp còn cửu nghi thiên tôn vượt qua thường quy càng có thể tung hoành kiếp cảnh thậm chí dựa vào cửu nghi kiếm trận đánh bại chân tiên cửu kiếp như bắc cực đế quân nhưng cửu nghi thiên tôn trước mắt chưa thể chế tạo bởi vì ở thế giới hiện thực này hắn căn bản không có cơ hội giành được công đức cứu thế không tu luyện được công đức làm sao luyện chế hiên viên kiếm làm sao kiến tạo cửu nghi thiên tôn cho nên tạm thời không thể trông cậy vào cửu nghi thiên tôn chỉ có thể chế tạo thường quy thượng phẩm cơ giáp tiên linh dù vậy cũng cần một kiện tiên khí thượng phẩm cùng ức vạn pháp bảo làm phụ trợ nhu cầu này e rằng tài nguyên ở tu giới phía nam biển trong thời gian ngắn khó mà đáp ứng trừ phi chiếm lĩnh nam hải lan rộng ra bốn phía, phát huy toàn diện ưu thế, làm ruộng đại pháp của vạn đạo học cung. Như vậy, trong vòng ngàn năm, hắn có hy vọng chế tạo ra một đài cơ giáp tiên linh thượng phẩm. Nhưng hắn hiện tại chỉ có tu vi phản hư, làm sao có thể chiếm lĩnh Nam Hải, thống nhất bàn môn, lại ngăn cản được áp lực từ tiên tông thánh địa ở Bắc Vực Trung Nguyên. Đây là một vấn đề, nhưng không sao, trước mắt hắn cũng không có nhu cầu phát triển cấp bách, áp lực sinh tồn, hoàn toàn có thể tiếp tục ẩn náu, từ từ chờ đợi tài nguyên không đủ, thời gian sẽ bù đắp, cùng lắm thì tìm cơ hội phân thân đến Trung Nguyên một chuyến, lặng lẽ mang mộng phạm âm từ Phật môn về, sau đó đóng cửa lại, chuyên tâm phát triển, trồng ruộng hơn mấy ngàn vạn năm, cũng không tin không trồng ra được mấy đài cơ giáp tiên linh thượng phẩm. Đây là kế hoạch trước mắt của hứa dương. Nhưng nào biết cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, người muốn yên mà việc chẳng lành. Hứa dương lắc đầu, đảo mắt nhìn quanh, như thấy biển cả dân sống, cuồn cuộn sóng ngầm. Mấy ngày sau, vạn kiếm cát, linh bảo đảo. Hiên viên đạo hữu, Minh Ngọc lại đến quấy rầy, tiên tử nói đùa, mau mời vào. Hứa dương đón một người vào đảo, chính là Lục Minh Ngọc, đại quản sự của Minh Nguyệt Cát, Thương hội Nam Hải. Những năm nay, vì chuyên tâm vào việc ở địa tiên giới trong mộng, hắn một mực ẩn cư không ra ngoài, ít giao thiệp với người khác. Lục Minh Ngọc này là một trong số ít người hắn quen biết, tuy chỉ là qua lại buôn bán, nhưng trăm năm trôi qua cũng có chút tình nghĩa hứa dương đón nàng vào cát dân trà rồi nói thẳng tiên tử đến đây ắt có chuyện quan trọng đạo hữu nói vậy chẳng lẽ không có việc gì minh ngọc không thể đến đây sao lục minh ngọc nghe vậy làm bộ u oán mở một trò đùa nhỏ a à, hứa dương cười một tiếng không để ý chỉ nhìn nàng chăm chú thôi thôi hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình lục minh ngọc cũng biết đùa với hắn không được chỉ đành lắc đầu nghi mặt nói nếu không có gì bất ngờ, cục diện Nam Hải sắp có biến động lớn. Ô, hứa dương nhíu mày, cũng thấy hứng thú biến thế nào, Nam Hải phái, lục minh ngọc ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, vị lão tổ Nam Hải kia, thọ nguyên không còn nhiều, đã gần đến giới hạn, cuộc chiến giữa Nam Hải phái và huyền âm đảo, sắp đến hồi sinh tử, đối với việc này, hứa dương vẫn có chút coi trọng. Nam Hải, nơi bàn muôn tụ hội, có câu chuyện trăm tông mười phái. Trăm tông chẳng cần nhắc đến, giờ phút này khó mà ngẩng đầu lên được thập phái cũng tầm thường chỉ có ba nhà có tu sĩ đại thừa nam hải phái minh nguyệt cát và huyền âm đảo minh nguyệt cát buôn bán khắp thiên hạ lấy hòa bình làm quý ít tham gia tranh chấp nam hải phái là chủ của nam hải tuy là bàn môn nhưng thuộc chính đạo miễn cưỡng cũng coi như bảo vệ một phương huyền âm đảo thì nghiêng về tà đạo tu pháp quỷ dị thủ đoạn tàn nhẫn chính là một mối họa lớn của nam hải những năm gần đây, Minh Nguyệt các không quan tâm, để Nam Hải phái và Huyền Âm đảo tranh giành vị trí chủ bàn môn. Đại thừa của hai bên đều có ưu khuyết, lão tổ Nam Hải phái thực lực mạnh mẽ nhưng thọ nguyên không nhiều, còn lão tổ Huyền Âm đảo chiến lực yếu hơn nhưng thủ đoạn quỷ dị, lại là người chậm tiến, thọ nguyên dồi dào. Dù không địch lại lão tổ Nam Hải phái, nhưng nhờ đại trận Huyền Âm đảo, hắn vẫn có thể cố thủ sào huyệt, vững như bàn thạch. Hai phái tranh chấp đã vạn năm, gần đây càng đến mức liều chết sau khi tin tức về thọ nguyên sắp cạn của lão tổ nam hải phái truyền ra hắn tăng cường tấn công huyền âm đảo khiến lão tổ huyền âm đảo không dám rời khỏi huyền âm quỷ vực nửa bước sợ bị lão tổ nam hải phái đến một tay đoạt mạng đây chính là cục diện nam hải những năm gần đây nhưng giờ đây cục diện có biến lão tổ nam hải thọ nguyên gần hết hứa dương nhìn về phía lục minh ngọc việc này là thật hay giả e rằng là thật lục minh ngọc lắc đầu thở dài nói tu sĩ đại thừa thường chỉ có ba vạn năm thọ nguyên dù có dùng đan dược tu luyện bí pháp kéo dài tuổi thọ cũng khó vượt qua giới hạn bốn vạn năm lão tổ nam hải phái thành danh đã hơn ba vạn năm tính toán thời gian không sai biệt lắm thật sao hứa dương trầm ngâm một tiếng lại hỏi vậy theo ý tiên tử thắng bại giữa hai bên sẽ ra sao e rằng chẳng lạc quan lục minh ngọc lại lắc đầu lời nói nặng trĩu huyền âm đảo lão tổ kia dựa vào huyền âm địa mạch của huyền âm đảo bố trí huyền âm đại trận, cả một phương quỷ vực, có phẩm cấp tuyệt lục giai. Nam Hải phái lão tổ tuy tu vi cao thâm, thực lực hùng hậu, nhưng muốn phá trận này, tru sát huyền âm đảo lão tổ tuyệt trận lục giai. Thứ dương thì thầm một tiếng, âm thầm suy nghĩ. Với công lực địa tiên giới, hắn đã bước vào cảnh giới thất giai trong chư pháp bách nghệ, có thể nói là thượng phẩm tiên sư. Chỉ là trận thế lục giai, dù tuyệt đến đâu, đối với hắn cũng không thành trở ngại, chỉ cần tu vi đầy đủ, lật tay là có thể phá vỡ nhưng hắn là hắn nam hải phái là nam hải phái đừng nói thất giai trận sư ngay cả lục giai trận sư nam hải cũng chẳng có mấy người hiện tại huyền âm đảo lão tổ cố thủ sơn môn rõ ràng là muốn chờ nam hải phái lão tổ thọ tận tọa hóa rồi mới ra ngoài thanh toán với nam hải phái cuối cùng uy hiếp nam hải tu giới trở thành tân chủ bàn môn điều này đối với hứa dương mà nói không phải chuyện tốt Nam Hải phái hành sự tuy có tròn méo, nhưng đại thể coi như chính đạo, dưới sự cai trị của họ, trật tự Nam Hải miễn cưỡng còn có thể đảm bảo. Huyền âm đảo thì khác biệt, cướp tu, yêu ma tà đạo, hành sự cực đoan, ra tay tà nhẫn. Nếu để chúng đắc thế, Nam Hải tu giới tất đại loạn, không phù hợp với chiến lược phát triển vững chắc của hắn. Ngoài ra, lý thương ngô của Nam Hải phái còn là hảo hữu của hắn. Năm đó hắn luyện chế thiên lôi song kiếm cho Lý Thương Ngô, sau đó Lý Thư Ngô thường xuyên đến nhà, cùng luận kiếm đạo. Một đi hai lại, trăm năm qua đi, hai người trở thành hảo hữu, việc buôn bán của vạn kiếm cát cũng được Nam Hải phái giúp đỡ phần nào. Dù không có mối quan hệ này, việc hắn luyện chế thiên nếu Huyền Âm đảo đắc thế, chắc chắn sẽ đến thanh toán với hắn. Tuy hắn không sợ, nhưng cũng là một mối phiền phức lớn. Cho nên, tốt nhất vẫn là để Nam Hải phái giải quyết Huyền Âm đảo, điều đó phù hợp nhất với lợi ích phát triển của hắn nhưng tình thế phát triển vẫn chưa nghiêng về phía này nam hải lão tổ thọ nguyên sắp hết dù có liều mạng cũng rất khó công phá huyền âm quỷ vực do huyền âm lão quỷ cố thủ sau khi đại thừa lão tổ tọa hóa nam hải phái dù không bị huyền âm đảo hủy diệt cũng rất khó tiếp tục hoạt động ở nam hải có lẽ sẽ phải phong sơn bế môn co đầu rút cổ cho đến khi lý thương ngô hoặc người khác hợp thể tiến cảnh đại thừa nói cách khác nếu không có chuyện bất ngờ huyền âm đảo đắc thế là kết quả tất yếu, Nam Hải phái chẳng biết đến bao giờ mới có thể ngóc đầu lên được. Còn, Lục Minh Ngọc đến đây, đã cho thấy ý đồ. Một là lo lắng cho bạn bè, đến nhắc nhở hắn. Hai là thay Minh Nguyệt Cát, chiêu mộ hắn. Sau khi Nam Hải phái sụp đổ, nếu vạn kiếm các không muốn bị huyền âm đảo thanh toán, lựa chọn tốt nhất là đầu nhập vào Minh Nguyệt Cát, một thế lực đại thừa khác. Tất cả đều là người thông minh, những chuyện này không cần nói rõ chỉ là xem sẽ quyết định thế nào hứa dương cười một tiếng thần sắc trầm ngâm ta cảm thấy việc này còn có lo lắng ồ lục minh ngọc nhíu mày lo lắng gì hứa dương không trả lời chỉ cười nói tiên tử có muốn đánh cược với ta không đánh cược lục minh ngọc hứng thú đánh cược gì đánh cược thành bại của nam hải phái sinh tử của huyền âm đảo hứa dương cười nói thế nào chuyện này lục minh ngọc nhìn hắn nhất thời kinh nghi bất định đánh cược như vậy có ý nghĩa gì chẳng lẽ mấy tháng sau huyền âm đảo giết tiếng hô dết vang trời chiến hỏa ngập tràn đại lượng tu sĩ nam hải người thì tung phi trên không kẻ thì lái lâu thuyền người lại cưỡi kiếm quan lôi hỏa như bác tiên quá hải thi triển đủ loại thần thông hướng về phía quỷ vực âm u tối tăm không ánh mặt trời kia công kích chính là nam hải phái là đại phái đệ nhất Nam Hải, ngoài chính tông trong môn phái, Nam Hải phái còn có truyền thừa cực thịnh, được gọi là vạn tu triều bái, môn hạ đệ tử đông đảo, có hơn 10 người đạt cảnh giới hợp thể, phản hư hóa thần càng lên đến hàng ngàn. Đáng tiếc, bàn môn chung quy vẫn là bàn môn, không chỉ không có hy vọng độ kiếp sau này, mà ngay cả đại thừa cũng khó tiến cảnh. Cứ thế, đường đường đại phái Nam Hải, đi đến bước đường sinh tử này. Đại thừa lão tổ thọ nguyên gần hết huyền âm tà tu nhìn chằm chằm vì hậu nhân vì truyền thừa không còn đường nào khác nam hải phái chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần dốc toàn lực môn phái tấn công huyền âm đảo đây cũng là lý do cuộc chiến này diễn ra nam hải phái dốc toàn bộ lực lượng còn mời thêm đồng đạo tứ phương trợ giúp gần vạn tu sĩ tấn công huyền âm đảo thế mà hừ vân lão quỷ ngươi sắp chết đến nơi còn muốn kéo lão phu cùng xuống suối vàng, thật là nói chuyện viễn vông, bên trong huyền âm đảo, tiếng quỷ rít gào vang trời, một lão già áo đen ngồi vững trong trận, điều động ngàn vạn ác quỷ cùng huyền âm chúng tu, ngăn cản binh phong của tu sĩ Nam Hải. Nhưng vạn quỷ chúng tu, đại trận chưa mở, quỷ vực chưa động, bởi vì hắn phải đề phòng một người ngọc thạch câu phần. Thế là, hai bên huyết chiến, sinh mạng chết như rạ, vô luận là tu sĩ Nam Hải, hay vạn quỷ huyền âm, đều thương vong thảm trọng. Hừ, lão già áo đen hừ lạnh một tiếng, giọng nói yếu ớt vang ra, "Vân lão quỷ, ngươi tự xưng là bàn môn chính đạo, tấn công Huyền Âm Đảo ta, còn mời tứ phương trợ giúp, giờ lại để môn hạ đệ tử chịu chết, đạo hữu tứ phương liều mạng, còn bản thân thì co đầu rút cổ không ra. Sao nào, sắp chết đến nơi, còn tiếc mạng như vậy sao?" Mấy lời này rõ ràng là khích tướng. Tuy là khích tướng, nhưng cũng là dương mưu. Cường công đến nay Hai bên tổn thất nặng nề, Huyền Âm đảo không còn gì để nói, sinh tử tồn vong, không thể không chiến. Nhưng Nam Hải phái trận chiến này dùng danh nghĩa chính nghĩa, vì môn nhân đệ tử, vì đạo thống truyền thừa, vì đại cục Nam Hải mà tính, mạnh mẽ tấn công Huyền Âm đảo. Nói nghe thì hay ho, nhưng lại để môn nhân chịu chết, đạo hữu liều mạng, chẳng phải là chân đứng không vững sao? Mấy lời này, khích tướng Tru Tâm, đối với điều này hừ, tiếng hừ lạnh vang lên, phong vân đột biến một lão ông từ trên trời giáng xuống tuy tóc trắng râu dài tiên phong đạo cốt nhưng vẫn có vẻ già nua không thể xua tan chính là lão tổ nam hải phái vân thiên hà vân thiên hà chấp tay mà xuống không chút sợ hãi thẳng tiến vào trận hắn thọ nguyên gần hết tọa hóa sắp đến lần này toàn phái xúc động chính là muốn công phá huyền âm đảo kéo huyền âm lão quỷ cùng xuống suối vàng để tránh hậu nhân bị hắn thanh toán cho nên không chút cố kỵ thẳng tiến vào trận chủ yếu là liều mạng lão già áo đen thấy vậy cũng hết sức tập trung huyền âm địa mạch thay đổi trận thế quỷ vực được thúc đẩy đến cực hạn là một trong số ít trận sư lục giai của nam hải huyền âm đại trận này là chỗ dựa lớn nhất của hắn để đối kháng với vân thiên hà nhưng huyền âm đại trận chỉ là lục giai đối mặt với đại thừa tu sĩ bát giai cũng không có ưu thế tuyệt đối may mắn là bản thân hắn cũng là đại thừa người trợ trận trận giúp người thế trận quỷ vực được thúc đẩy đến cực hạn, nuốt chửng thân ảnh của Vân Thiên Hà. Giết, giúp lão tổ một tay, không phá huyền âm, trận chiến này không lui, thấy hai vị đại thừa giao đấu trong trận, chúng hợp thể của Nam Hải Phái cũng tăng cường tấn công, thẳng hướng vạn quỷ huyền âm, yêu ma tà tu. Trong đó, một đạo kiếm quan sắc bén nhất, lôi hỏa cuồn cuộn, kinh thiên động địa, tùy ý tung hoành trong trận, chém giết không biết bao nhiêu ác quỷ, yêu ma tà tu của huyền âm phái. Thiên lôi song kiếm, Lý Thương Ngô. Một tiếng gầm thét, vạn quỷ tề khiếu, một tu sĩ hợp thể của huyền âm đảo lao ra, muốn ngăn chặn phong mang của thiên lôi song kiếm. Thế mà, quanh. Lôi kiếm oanh kích, thiên kiếm khẽ động, kiếm quang nháy mắt phân tách rồi lại nháy mắt hợp nhất. Tu sĩ hợp thể của huyền âm đảo còn chưa kịp phản ứng, đã bị hai đạo kiếm quang xuyên qua đầu, nổ tung ra, một thân tà đạo công lực tan thành mây khói. Tam trưởng lão, T. Chứng kiến cảnh tượng này, vô luận là tu sĩ Nam Hải hay huyền âm chúng ta, tất cả đều hít một hơi lạnh, kinh hải không thôi. Tu sĩ hợp thể kia chính là tam trưởng lão của huyền âm đảo, tuy vô vọng đại thừa, nhưng tu vi hợp thể đã viên mãn, chiến lực cực kỳ cường hãn, gần với huyền âm lão tổ. Vậy mà giờ đây, lại bị thiên lôi song kiếm một chiêu thuấn sát, vì thế như vậy, chúng tu huyền âm đều sợ hãi, vội vàng tránh ra. Thấy vậy, Lý Thương Ngô cũng không tiếp tục chém giết, chỉ điều khiển Thiên Lôi Song kiếm hướng về phía đầu mối của Huyền Âm đại trận. Mấu chốt chiến cục vẫn là ở đại thừa, chỉ có chém giết được lão tổ Huyền Âm đảo, trận chiến này của Nam Hải phái mới coi như thắng lợi. Cho nên, Lý Thương Ngô hành động quả quyết, muốn dùng sức mạnh của bản thân và Thiên Lôi Song kiếm trợ giúp Vân Thiên Hà chém giết Huyền Âm lão quỷ. Hừ, trong Huyền Âm trận, lão già áo đen sắc mặt trầm xuống điều động huyền âm vây khốn, ngăn cản Vân Thiên Hà. Lúc này, thiên lôi song kiếm lao đến, tầng tầng đột phá, ép thẳng tới trụ cột trận nhãn. Điều này khiến lão già áo đen rất bất đắc dĩ. Lý Thương Ngô là tu sĩ thiên kiếm, chiến lực cực mạnh, không kém gì chính tông. Trăm năm trước, hắn lại luyện thành thiên lôi song kiếm, đối với một đại thừa tả đạo, lão tổ bàn môn như hắn, uy hiếp quá lớn. Nếu để hắn xông vào trận, kết quả của hắn là các ngươi ép lão phu lão già áo đen nghiến răng lật tay lấy ra một vật chính là một quyển sổ sách quyển sổ đen kịch không thấy tên chỉ có tử khí âm u vừa đưa ra trông có vẻ mờ ám diêm vương thiếp vân thiên hà lão già áo đen cắn chặt răng nhìn vân thiên hà đang bị khốn trong trận cố nén đau lòng thôi động tiên lực mở quyển sổ ra rồi cắn nát ngón giữa và ngón trỏ lấy ngón tay làm bút lấy máu làm mực viết xuống dưới sổ sáu chữ nam hải phái vân thiên hà sau đó đi chú pháp vừa được thi triển nhanh như chớp trong nháy mắt đã tiêu hao hơn phân nửa tinh khí thần của hắn mái tóc dài vốn đã bạc trắng trực tiếp đứt gãy bay tứ tung khiến lão già áo đen này trông như một bộ xương khô ác quỷ cảm nhận tinh khí thần hao tổn trong cơ thể cùng với thọ nguyên phúc vận bị cắt giảm từ nơi sâu xa lão già áo đen cũng đau lòng không thôi quyển sổ này tên là diêm vương thiếp là một bí bảo tà đạo mà hắn có được nhờ cơ duyên xảo hợp. Nó có thể thi triển thuật chú sát, dẫn động sinh tử đạo, cắt giảm mạng nguyên thọ nguyên của người khác, rất có phong phạm, Diêm Vương bảo người canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm. Nhưng phong phạm chỉ là phong phạm, trên thực tế không có uy năng như vậy, bởi vì hắn không có pháp môn chú thuật tương ứng, chỉ có thể dựa vào Diêm Vương thiếp này cưỡng ép thi chú, với cái giá gấp trăm gấp mười lần để cắt giảm thọ nguyên của đối phương vân thiên hà cùng hắn đều là đại thừa muốn thi chú phải trả giá gấp trăm lần cắt giảm trăm năm thọ nguyên của bản thân mới có thể giảm được một năm mệnh nguyên của đối phương nếu không phải ngàn cân treo sợi tóc sinh tử tồn vong hắn quyết không dùng đến nhưng giờ đây chính là lúc ngàn cân treo sợi tóc vân thiên hà ngọc thạch câu phần lý thương ngô khí thế hung hãn bất đắc dĩ hắn chỉ có thể sử dụng bảo vật này kết thúc những năm thọ nguyên cuối cùng của vân thiên hà hô. Chú thuật thi triển, âm phong quét qua. Vân Thiên Hà đang ở trong trận, bỗng cảm thấy bất an, rồi toàn thân phát lạnh, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng xói mòn, những mệnh nguyên còn sót lại càng thẳng hướng vạch cuối cùng. Chuyện này, Vân Thiên Hà đồng tử co rút, còn muốn kinh hô, đã thấy mắt tối sầm lại, tử khí như thủy triều, nuốt chửng tất cả. Sư Tôn Lý Thương Ngô xông vào trận, còn chưa kịp đánh bại huyền âm lão tổ, đã thấy sư tôn ngã quỵ, nhất thời kinh hải, vội bước lên đỡ lấy thân thể Vân Thiên Hà. Ha ha ha, huyền âm lão tổ thấy vậy, cười lạnh một tiếng, không nói nhiều, chỉ thúc giục trận thế tấn công Lý Thương Ngô. Không có Vân Thiên Hà, Lý Thương Ngô chỉ là hợp thể, tuy là tu sĩ thiên kiếm, chiến lực phi phàm, nhưng trong huyền âm trận này, cũng không phải đối thủ của hắn. Quanh, một đạo kiếm quang, lôi hỏa ầm ầm, xông ra khỏi trận thế chuyện này đại sư huynh thấy thiên lôi sông kiếm thoát ra huyền âm đại trận chưa phá chúng tu sĩ nam hải bỗng cảm thấy bất an chuyện không thể làm mau rút lui ta sẽ đoạn hậu lý thương ngô hiện thân không nói nhiều chỉ phóng thiên lôi sông kiếm ra ngăn chặn thế công của huyền âm quỷ triều chúng tu sĩ nam hải thấy vậy tuy biến sắc hoảng sợ nhưng cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể quay đầu bỏ chạy thế là binh bại như núi khó mà vãn hồi. Mấy tháng sau, Linh Bảo Đảo, Vạn Kiếm Cát. Nam Hải phái cường công thất bại, đại bại mà về, Lục Minh Ngọc đến từ sớm, sắc mặt trầm ngâm, cũng không nhắc đến chuyện đánh cược, chỉ quan sát phản ứng của Hứa Dương. Thật sao? Hứa Dương cười một tiếng, vẫn thông dong, bại như thế nào, nghe nói huyền âm lão tổ dùng một bí bảo tà đạo ám hại Nam Hải lão tổ. Lục Minh Ngọc trầm giọng nói, Lần này Nam Hải phái Cường Công Huyền Âm đảo, có thể nói là liều chết đánh cược, hoàn toàn dựa vào việc Nam Hải lão tổ Ngọc Thạch câu phần, kéo Huyền Âm đảo cùng xuống suối vàng, nhưng không ngờ lại bị Huyền Âm lão tổ phản đòn, cường công không thành, còn bị hắn hại ngược lại. Tô Hứa Dương cười nói, vậy bây giờ tình thế ra sao? Nam Hải phái đại bại rút lui, Huyền Âm đảo thừa cơ xuất hiện, không chỉ khôi phục những nơi bị Nam Hải phái đánh phá trước đây, chiếm lại các cứ điểm quan trọng còn chiêu mộ tứ phương tà tu, về kính vân long đảo của Nam Hải phái. Lục Minh Ngọc lắc đầu, lần này Nam Hải phái tuy không bị diệt, nhưng chỉ có thể cố thủ sơn môn, trừ phi lý thương ngô hoặc người khác hợp thể tiến cảnh đại thừa, nếu không khó mà chống lại huyền âm đảo, cục diện Nam Hải, coi như kết thúc. Có lẽ có khả năng đó. Hứa dương lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, nhưng ta vẫn cảm thấy, kết luận lúc này, còn quá sớm. Ô, Lục Minh Ngọc ánh mắt ngưng tụ, hiếu kỳ hỏi đạo hữu tự tin vì sao hứa dương cười một tiếng thần sắc khó hiểu thiên cơ không thể tiết lộ lục minh ngọc cái gì mà thiên cơ không thể tiết lộ ngươi lén đi quan chiến thì cứ nói thẳng ra bất quá nam hải phái lần này bại trận quả thật có chút bất ngờ chẳng lẽ nam hải phái vân long đảo trời đất tối tăm trăng sao ẩn mình ngàn vạn âm quỷ yêu ma tụ tập vây quanh linh đảo này như mây đen che phủ thành trì Nam Hải là nơi bàn muôn tụ hội, chính đạo không nhiều, tà đạo không ít. Khi Nam Hải phái đắc thế, tất nhiên là đạo thịnh ma suy. Nhưng giờ đây tình thế đảo ngược, Nam Hải phái thua trận, đại thừa lão tổ không rõ sống chết, huyền âm đảo đắc thế, hô bằng gọi bạn, uy hiếp dụ dỗ, tự có tà ma tứ phương đến trợ giúp. Dưới sự vây hãm của huyền âm đảo, đại trận Nam Hải phái mở ra, nguyên linh như rồng, nút mây phun khói, ngăn cản ánh mắt của lũ yêu ma đó chính là vân long đại trận của nam hải phái cũng thuộc lục giai đã đạt đến cấp độ tuyệt đỉnh bên ngoài vân long âm khí dày đặc tuôn trào huyền âm lão tổ ngồi trong trận chủ mỉm cười lạnh lùng vững như bàn thạch hắn không vội hành động dù sao có tiền lệ của nam hải phía trước đó hắn cũng không muốn bị người tuyệt địa phản kích lần vây hãm này chỉ là vây khốn chỉ cần chờ đến khi vân thiên hà chết đi hắn sẽ tiến quân thần tốc dùng lực lượng đại thừa của bản thân cùng khả năng đại tông sư trận đạo lục giai phá vỡ vân long đại trận một lần hành động tiêu diệt nam hải phái kẻ thù vạn năm này từ nay về sau bàn môn nam hải sẽ lấy huyền âm đảo của hắn làm tôn càng nghĩ càng thấy khoan khoái bất khí tích tụ vạn năm đều được giải tỏa trong khoảnh khắc này ngàn năm thọ nguyên này quả thực không uổng phí bỗng nhiên một trận rung động không rõ nguyên nhân huyền âm lão tổ ánh mắt ngưng tụ lật tay lấy ra diêm vương thiếp mở sổ sách ra, chỉ thấy sáu chữ đỏ tươi, Nam Hải phái Vân Thiên Hà, trên thiếp đang dần dần mờ đi, cuối cùng hóa thành đen trắng, chỉ còn một nét đỏ tươi phát họa. Thành công rồi, ha ha ha, Vân Lão Quỷ, ngươi cũng có ngày hôm nay, thấy vậy, huyền âm lão tổ cười lớn, bất khí cuối cùng trong lòng cũng theo đó tan biến. Chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi, lão tổ Nam Hải phái đã đè ép hắn hơn vạn năm, cuối cùng cũng chết. Từ nay về sau, tu giới Nam Hải, Do ta làm chủ, ha ha ha, Huyền Âm lão tổ cười lớn, nhưng vẫn không vội hành động, chỉ lạnh lùng quan sát Huyền Âm đảo, đồng thời truyền âm, Vân lão quỷ đã chết, các ngươi nếu còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có một con đường chết, chi bằng đầu hàng Huyền Âm đảo ta, bản lão tổ đảm bảo sẽ giữ mạng cho các ngươi. Đối với lời nói này, bên trong Vân Sáu đảo không có hồi đáp. Hừ, Huyền Âm lão tổ hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết, nói xong, hắn không nói thêm gì nữa chỉ chờ đợi. Hắn là đại tông sư trận đạo lục giai, lại là đại thừa tu sĩ, chỉ cần Vân Long đại trận này không có đại thừa hoặc trận sư cùng cấp chủ trì, thì căn bản không thể cản được hắn. Dù vậy, hắn cũng không liều lĩnh, vẫn duy trì thế vây hãm, lặng lẽ chờ thời cơ. Thật là thận trọng, cứ như vậy 3 tháng sau, vòng vây vẫn còn đó. Bỗng nhiên, bên trong Vân Long đảo, tiếng kinh hô vang lên. Gầm. Vân Long có linh gầm thép trung chuyển thập phương, lao thẳng về phía lũ yêu ma xung quanh. Một đạo kiếm quang, kinh thiên động địa, lôi đình vang dội, chỉ thẳng vào huyền âm lão tổ. Hừ, huyền âm lão tổ hừ lạnh một tiếng, ném ra một cây vạn hồn phiên, che khuất cả bầu trời, ngăn chặn phong lôi. Không có vân thiên hà trợ trận, hắn sao có thể sợ lý thương ngô chưa thành thiên kiếm, hai người ác đấu, bên trong vân long đảo, ánh sáng lấp lánh tỏa ra, hướng tứ phương chạy tán loạn đã phân tích xong, chứng kiến cảnh này, huyền âm lão tổ càng thêm chắc chắn, vừa lay động vạn hồn phiên, vừa hét lớn về phía tứ phương xem ra vân lão quỷ thật sự đã chết rồi, các vị đạo hữu, cùng ta ra tay, tiêu diệt dư nghiệt nam hải phái. Tuân lệnh lão tổ, lời vừa dứt, tà tu xung quanh lập tức khí thế tăng vọt, ào ra tay chặn giết các tu sĩ nam hải đang chạy tán loạn khắp nơi. Việc tu sĩ Nam Hải bỏ chạy cho thấy Nam Hải lão tổ vân thiên hà quả thực đã chết, các đệ tử còn lại không thể dùng trận pháp ngăn cản huyền âm lão tổ, một đại tông sư trận đạo lục giai, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Vì vậy, từ huyền âm lão tổ cho đến đám tà tu xung quanh, đều buông bỏ mọi lo lắng kiên dè, bắt đầu đại khai sát giới. Dết dết dết, cảnh tượng hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng chém dết. Quanh Thiên lôi song kiếm tung hoành, để tìm đường sống, Lý Thư Ngô liều mình xông ra, dùng song kiếm tấn công đại thừa tiên chân. Hừ hừ hừ, Huyền Âm Lão Tổ cười lạnh, vạn hồn viên trong tay lay động, thu lại từng đạo kiếm quang thiên lôi, thiên kiếm, lôi kiếm sao? Nhìn Lý Thương Ngô đang mạnh mẽ tấn công, Huyền Âm Lão Tổ cười lạnh nhận xét, tiểu bối ngươi quả thật có chút thiên tư, đáng tiếc quá kiêu ngạo. Thiên kiếm chi đạo, phóng mắt thiên hạ cũng chẳng mấy ai thành công, sao ngươi lại dám đi con đường này? Nếu đổi một con đường khác, có lẽ ngươi đã tấn đại thừa, đâu đến đổi diệt môn hôm nay? lời nhận xét nửa thật nửa giả, ý muốn công tâm. Lý Thương Ngô không đáp lại, song kiếm hợp nhất, ầm vang lao tới, thẳng hướng đầu đối thủ. Hừ, Huyền Âm lão tổ hừ lạnh, Vạn Hồn Phiên đột nhiên cuộn lại, hóa thành một cây đại thương, mang theo quỷ khí ngập trời, ném về phía ánh sáng thiên lôi kiếm, định đánh trực diện. Oanh! Song phương va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên, Vạn Đạo Lôi Đình nổ tung, rồi một thanh kiếm xuất hiện. Một thanh kiếm hư ảo, một thanh kiếm vô hình. Lệ lão quỷ, nạp mạng đi, một tiếng quát lớn, kiếm xuất nguyên thần, trong nháy mắt xuyên qua người, đi vào mi tâm giữa đầu. Sao có thể? Huyền âm lão tổ đồng tử co rút, cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích. Sư Tôn. Lý Thương Ngô bi thương vô hạn, vung song kiếm, thiên kích lôi viêm hợp nhất, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang vô cùng, kéo theo lôi đình mà ra. Oanh một tiếng nổ lớn, thiên kích lôi viêm xuyên qua người. Huyền âm lão tổ đứng thẳng bất động, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, nhưng đã không còn sức phản kháng. Quanh, lại một tiếng nổ lớn, nhục thân tan nát, nguyên thần thành tro, tà đạo cự kình, mệnh chết dưới lôi đình. Giết! Lý thương ngô thu hồi song kiếm, quay người xông ra, trong mắt đẫm máu và nước mắt tiêu diệt lũ yêu ma xung quanh. Các tu sĩ Nam Hải đang chạy trốn thấy vậy, cũng quay đầu trở lại, phát động cuộc phản kích cuối cùng. Chuyện này, lão tổ, chạy mau, nam hải phái, lý thương ngô, lũ yêu ma thấy vậy, cũng thoáng chốc tan tác như chim muôn. Bọn chúng còn có thể làm gì khác, huyền âm lão tổ đã bị lý thương ngô một kiếm giết chết, mất đi chiến lực đại thừa này, ai có thể ngăn cản thiên lôi song kiếm kia, cục diện lại một lần nữa đảo ngược, tiếng chém giết vang vọng khắp biển cả. Cách đó ngàn dặm, trên biển mây mênh mông, hai người đứng sóng vai, quan sát chiến cuộc. Nguyên thần kiếm, một kích tuyệt mệnh, vân thiên hà của Nam Hải, quả không hổ danh tổ tông một phái, đáng làm gương cho người khác, hứa dương đứng nhìn từ xa, cũng có chút tán thưởng. Lục Minh Ngọc đứng bên cạnh, thần sắc phức tạp, khó nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể nói, hiên viên đạo hữu, quả thật mắt sáng như đuốc, ván cược này, Minh Ngọc thua, xin đạo hữu tùy ý xử trí, nói đùa thôi, tiên tử đừng coi là thật, hứa dương lắc đầu quay về hướng bắc khẽ nói huống hồ việc này còn chưa kết thúc e rằng vẫn còn khó khăn trắc trở thời gian thấm thoát thoi đưa mấy tháng sau cục diện nam hải cuối cùng cũng ngã ngủ đông lai đảo minh nguyệt cát tu sĩ tứ phương tấp nập như mây đông lai đại hội của minh nguyệt cát vốn được tổ chức trăm năm một lần nhưng vì ảnh hưởng của cuộc tranh chấp giữa nam hải phái và huyền âm đảo minh nguyệt cát đã nhiều lần trì hoãn cho đến khi mọi chuyện kết thúc mới khởi động lại thịnh hội giao dịch này. Cuộc chiến giữa Nam Hải Phái và huyền âm đảo không chỉ là tranh chấp giữa hai tông môn, mà còn là cuộc đấu giữa chính tà của tu giới Nam Hải. Vô luận Nam Hải Phái hay huyền âm đảo đều có rất nhiều đồng đạo, thậm chí liên minh, ân oán sâu nặng, lợi ích chồng chéo, khó mà dứt bỏ. Vì vậy, cuộc chiến giữa Nam Hải Phái và huyền âm đảo đã kéo cả chính tà lưỡng đạo tu sĩ Nam Hải vào cuộc, ít ai có thể đứng ngoài các loại tranh đấu, chém giết liên tục diễn ra khắp nơi trên Nam Hải, kéo dài hơn trăm năm, cho đến nay mới kết thúc. Nam Hải thắng, huyền âm bại, dù kết quả cuối cùng là cả hai đại thừa lão tổ đều bỏ mạng, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật Nam Hải phái chiến thắng. Kẻ chiến thắng được hưởng trái ngọt, các tu sĩ chính đạo Nam Hải càng quét huyền âm đảo và các thế lực phụ thuộc, thu được phần thưởng tương xứng với công sức bỏ ra, đại lượng linh vật, trân bảo, cả linh mạch địa mạch, khiến họ vừa được bù đắp tổn thất chiến tranh vừa thu được lợi ích to lớn binh nguyệt các nhanh chóng nắm bắt cơ hội buôn bán này khởi động lại đông lai đại hội đã trì hoãn từ lâu đối với điều này tu sĩ nam hải cũng vui vẻ hưởng ứng họ cần một hội giao dịch như vậy để chuyển hóa chiến lợi phẩm thành tài nguyên tu luyện giúp bản thân tiến xa hơn vì vậy tu sĩ tứ phương tụ hội đông như mây trong hội trường không khí vô cùng náo nhiệt dây dưa vạn năm chém giết ngàn năm, hôm nay cuối cùng cũng trừ được tai họa huyền âm đảo này, đáng tiếc cho Nam Hải Lão Tổ, trừ ma vệ đạo, xả thân mà đi, Nam Hải Lão Tổ, không hổ là tổ tông một phái, vì đệ tử môn nhân, vì đạo thống truyền thừa, mà không tiếc hy sinh. Không chỉ Nam Hải Lão Tổ, trên dưới Nam Hải Phái, còn có tu sĩ Nam Hải Chính Đạo, đều vì cục diện này bỏ ra hy sinh to lớn, như thế mới có thể nhổ được huyền âm đảo. Huyền âm lão quỷ kia, tự cho là có bí bảo tà đạo, kéo dài số tuổi thọ, cho rằng Nam Hải Lão Tổ hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không ngờ Nam Hải Lão Tổ cương liệt như vậy, không tiếc đoạn tuyệt hy vọng luân hồi của bản thân, tế luyện nguyên thần chân linh thành kiếm, trợ thương ngô chân quân phản sát đại địch. Giữa các chỗ ngồi, chúng tu truyền âm, riêng phần mình nghị luận. Trân Chiến Vân Long Đảo đã qua mấy tháng, hết thảy đều kết thúc, đầu đuôi sự việc cũng tra ra manh mối, rõ ràng sáng tỏ đây là một trận sát cục một trận mà nam hải phái chăm chú bố trí cho huyền âm đảo nam hải phái sớm biết huyền âm lão tổ có thủ đoạn tà đạo có thể kéo dài nhân mạng nguyên thọ nhưng vẫn vào trận cường công bức bách huyền âm lão tổ sử dụng phương pháp này sau đó tương kế tựu kế bại lui mà đi dẫn dụ huyền âm lão tổ ra khỏi huyền âm quỷ vực dẫn đầu tu sĩ tà đạo nam hải vây công vân long đảo của nam hải phái như thế nam hải lão tổ xã thân tế kiếm luyện nguyên thần đại thừa của bản thân thành một thanh nguyên thần kiếm vô ảnh vô hình vào thời khắc sinh tử theo thiên lôi song kiếm xuất ra xông vào thức hải huyền âm lão tổ trọng thương nguyên thần và định trụ thân hình giúp lý thương ngô toàn lực đánh ra thiên lôi song kiếm thành công tiêu diệt đây chính là toàn bộ mạch lạc của sự việc nam hải lão tổ vì thế hy sinh thậm chí bỏ nguyên thần chân linh mặc dù thế gian tu chân không có chứng cứ luân hồi thiết thực nhưng tu giả vẫn tin tưởng vững chắc vào luân hồi dù thọ tận tọa hóa thân tử đạo tiêu chỉ cần nguyên thần chân linh bất diệt vẫn còn hy vọng luân hồi chuyển thế sống lại một lần song vì trừ diệt huyền âm đảo nam hải lão tổ đã ngang nhiên đoạn tuyệt phần hy vọng luân hồi này thật là bi tráng nhờ công lao xả thân của nam hải lão tổ cùng sự dẫn dắt của lý thư ngô nam hải phía trước tru sát huyền âm lão tổ sau quét sạch đám tà tu cuối cùng toàn phái xuất động công diệt huyền âm đảo, triệt để đoạn tuyệt đạo thống môn phái này. Thế là mọi ân oán ở Nam Hải đều chấm dứt. Thắng lợi tuy thảm liệt, nhưng rốt cuộc vẫn là thắng. Người khuất đã khuất, người còn sống vẫn phải tiếp tục. Chúng tu sĩ tề tự về Đông Lai, chỉ đợi đại hội mở màn. Minh Nguyệt Các cũng không để mọi người chờ lâu, rất nhanh liền thấy một nữ tu lên đài, chính là Ngọc Tiên Tử Lục Minh Ngọc. Các vị đạo hữu giá lâm Đông Lai, Minh Nguyệt cắt thật là bồng tất sinh huy sau một phen khách sáo mở màn, Lục Minh Ngọc liền vào thẳng vấn đề, tay ngọc khẽ phất, nay xin mời vật đấu giá đầu tiên của đại hội lần này, ngũ hành hiên viên kiếm của vạn kiếm cát, lời vừa dứt, thị nữ liền lên đài, bày ra năm thanh tiên kiếm trước mặt mọi người. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.